Không phải ngẫu nhiên mà một số người bị đột quỵ sau khi nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu gần đây trên tạp chí Nature Medicine, nguy cơ gia tăng bệnh tim mạch do COVID-19 không chỉ xảy ra trong những ngày ngay sau khi nhiễm bệnh, nó tồn tại ít nhất một năm sau đó. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, nguy cơ gia tăng này tồn tại đối với những người đã bị nhiễm trùng nhẹ và không có các yếu tố nguy cơ khác như tuổi già, béo phì hoặc tiểu đường. Các nhà nghiên cứu trong nghiên cứu này đã so sánh hồ sơ từ Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ trên hơn 150.000 cựu chiến binh sống sót sau COVID-19 trong ít nhất 30 ngày sau khi nhiễm bệnh với hồ sơ sức khỏe từ hai nhóm đối chứng. Mỗi nhóm đối chứng bao gồm hơn 5 triệu người không bị nhiễm đã sử dụng hệ thống y tế VA, một nhóm vào năm 2017 trước đại dịch và một nhóm trong thời kỳ đại dịch. Những cựu chiến binh sống sót sau COVID-19 đã tăng khả năng mắc 20 bệnh tim mạch trong năm đầu tiên sau khi nhiễm bệnh so với nhóm chứng. Họ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 52% và có nguy cơ bị suy tim cao hơn 72%. Mặc dù chỉ nhiễm trùng đã làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch so với người không bị nhiễm, nhưng mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng càng làm tăng nguy cơ đó. Những người bị nhiễm trùng nặng đến mức phải nhập viện là những người có nguy cơ cao nhất bị các biến chứng sau COVID-19 này. Khoảng thời gian của đại dịch được đưa vào nghiên cứu này là từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021 khi quá trình theo dõi bệnh nhân kết thúc. Các cựu chiến binh trong nhóm bị nhiễm đã bị nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021 trước khi có vaccine cho họ. Vì viêm cơ tim cũng có thể do vaccine COVID gây ra trong một số trường hợp, các nhà nghiên cứu trong nghiên cứu này đã kiểm soát khả năng này trong thời gian theo dõi. Đề cập đến sự gia tăng nguy cơ viêm cơ tim sau khi nhiễm trùng, họ báo cáo. Sự gia tăng nguy cơ viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim được báo cáo trong nghiên cứu này là đáng kể ở những người không được tiêm chủng và rõ ràng là bất kể tình trạng tiêm chủng. Mặc dù nguyên nhân chính xác đằng sau nguy cơ gia tăng vẫn chưa được biết, nhưng các nhà nghiên cứu có một số giả thuyết. Họ nghi ngờ SARS-CoV-2 có thể tồn tại trong một số mô cơ thể nhất định mà hệ thống miễn dịch không thể loại bỏ nó, hoặc hệ thống miễn dịch có thể trở nên tăng động và tấn công các bộ phận của hệ thống tim mạch hoặc các hệ thống cơ thể khác giúp điều chỉnh huyết áp và chức năng tim lâu dài. Sau khi virus đã được loại bỏ, trong trường hợp thứ hai, tự miễn dịch sẽ là nguyên nhân cơ bản của những biến chứng tim mạch này. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!